Rồi, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ ngồi đây mình chia sẻ với anh em những cái hiểu biết của mình về cái việc là bán điện thoại cũ và đổi điện thoại mới. Mình làm cái video này bởi vì là trong cái bài thử nghiệm đi đến Di Động Việt đổi cái iPhone cũ lấy mới thì mình thấy là anh em comment rất là nhiều và nói rất là nhiều, chia sẻ rất là nhiều. Thì mình thấy rằng là mình cần nói thêm chút xíu để mà chúng ta có cái điều kiện để mà thảo luận nhiều hơn về cái vấn đề này. Cảm ơn Di Động Việt đã tài trợ cho video này. Thì với kinh nghiệm mười mấy năm của mình xài điện thoại, chơi điện thoại thì mình thấy rằng là có bốn cái hình thức mà chúng ta có thể bán một cái điện thoại cũ đi và sau đó mua một cái điện thoại mới, tức là chúng ta sẽ nâng cấp đời điện thoại á. Thì trước tiên là cái hình thức rất là lâu đời, rất là cơ bản, đó là cái hình thức mà thông qua những cái trang rao vặt như là nhậttạo.com hoặc là một cái trang rất nổi tiếng trước đây là 5giây.vn. Thì đây là cái hình thức mà mình thấy rằng là nó sẽ đạt được cái hiệu ứng tốt nhất, bởi vì là anh em là người cần mua và anh em có thể tìm được người cần bán, hoặc là anh em là người cần bán, anh em sẽ tìm được người cần mua, tức là cuối cùng của cái chuỗi không có những cái gì ở trung gian đó. Do đó rằng là anh em có thể mua được điện thoại với cái giá rẻ nhất và bán được điện thoại với cái giá cao nhất đó. Và có một số cái trường hợp nó rất là đặc biệt, ví dụ như là mình cần tiền, mình muốn bán nhanh do đó mình bán rẻ, hoặc là mình không có thời gian, mình muốn bán nhanh thì bán rẻ, hoặc là đơn giản như là ngày xưa bọn mình hay nói câu là mua của thằng chán bán cho thằng thèm là như vậy. Tức là cái thằng nó chán rồi thì nó muốn đẩy đi, do đó muốn đẩy giá rẻ, còn thằng thèm thì nó chấp nhận mua giá cao. Thì cái cơ bản nhất của chuyện mua bán là hai người cuối cùng gặp nhau không qua hệ thống. Cái trang rao vặt nó chỉ là cái chỗ để mà đăng thông tin thôi. Thì cái chuyện mà mua bán qua trang rao vặt là để nâng cấp điện thoại là một trong những cái mình thấy khá là hấp dẫn. Tuy nhiên anh em cần phải có kinh nghiệm, mình vẫn nói là chúng ta cần có kinh nghiệm khi mình tham gia những cái trang mua bán rao vặt, là chúng ta phải tránh được những cái rủi ro hay là hạn chế được những cái rủi ro, bởi vì đó là những cá nhân bán hàng, do đó là có thể là ngay sau khi bán chúng ta sẽ không gặp lại người đó nữa. Thì cái điện thoại đó nó có cái gì hay là nó không đúng như là mô tả mà anh em không thể kiểm tra được ngay ấy, thì cái việc mà phản hồi sau khi mua, sau khi bán rất là khó, gần như chúng ta sẽ kết thúc cái giao dịch ngay lúc đó luôn đó. Rồi cũng rất là nhiều cái sự rình rập lừa lọc ở trên đó. Thực chất là ngay cả bốt tinh tế khi đi mua điện thoại cũng đã từng bị lừa, tức là nó hẹn ở một cái chỗ nào đó rồi điện thoại qua lại này nọ, cố gắng nó tạo một cái gì đó rối rắm lên, tuy nhiên là vẫn rất thích mua điện thoại đó bởi vì rất thích điện thoại đó và cái giá rất là hấp dẫn, do đó là cố gắng đi mua và rốt cuộc dính bẫy. Ví dụ vậy thì cái mua bán đó rất là hay nhưng nó có những cái rủi ro, do đó là anh em cần phải có kinh nghiệm xã hội, kinh nghiệm coi máy, kinh nghiệm hiểu biết về máy này nọ. Cái hình thức thứ hai mà mình biết nó không phổ biến cho mọi người nhưng mà nó dành cho một cái nhóm người đặc biệt, đó là hình thức chơi thân với một cửa hàng. Mình thì biết nhiều anh em như vậy. Tức là sao? Đơn giản, mỗi lần mà điện thoại mới ra, nhắc alo, không hả? Anh muốn đổi cái Galaxy Note của anh, lấy cái iPhone mới ra, giờ bù nhiêu? Bên kia, ok, bù 5 triệu. Rồi, cho người mang qua giùm anh nha. Tức là mang điện thoại iPhone mới ra, đưa Galaxy Note lại, bù 5 triệu, xong. Rất là nhanh. Và hầu như là cái chuyện đổi đó nó diễn ra đối với cửa hàng điện thoại đó thôi. Ví dụ là mình mua cái Note của cái cửa hàng đó và mình sẽ trả lại cửa hàng đó lấy một điện thoại mới, sau đó điện thoại mới lại ra mình lại trả điện thoại lấy cái mới tiếp. Tức là mình rất muốn đổi điện thoại, mình rất muốn xài điện thoại mới nhưng mà mình không muốn đi rao vặt, mình không muốn giao lưu với người này người kia về cái chuyện mua bán, mình chỉ muốn alo cho cửa hàng đó và mang tới đổi cho mình thôi, rất là nhanh gọn lẹ. Thì mình thấy rằng là rất là nhiều cửa hàng nhỏ lẻ ở Việt Nam, rất là nhiều bạn bán hàng nhỏ lẻ ở Việt Nam tồn tại được bởi vì cái nhóm khách hàng đó, những người đó họ có thu nhập tốt, họ có thể chi trả tốt, họ cũng không thắc mắc về cái chuyện là giá cả như thế nào, và những cái người bán hàng đó họ cũng muốn khách hàng đó nên là họ cũng không đến nỗi để cái chênh lệch nó quá cao, do đó là cứ hợp lý là chơi. Thì cái hình thức đó mình thấy cũng khá là hay nhưng mà nó dành cho những người kiểu như là có nhiều tiền đổi điện thoại. Cách thứ ba đó là bán lại điện thoại cho người thân sau đó đi mua điện thoại khác. Thì cách mà bán điện thoại cho người thân đó thì khá là căng thẳng, tức là
mình kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình cũng ít, tức là một là cho luôn không thắc mắc, hai là phải rất thật để mà mình có thể bỏ thời gian, có thể giải đáp thắc mắc cho người rất thân đó, mình không cảm thấy bị mất thời gian, không cảm thấy là hối hận. Còn nếu mà anh em bán cho những người không thân lắm hoặc là không rất thân thì khi họ gặp sự cố, họ liên hệ lại với anh em. Cái điện thoại mà nó là một cái thiết bị điện tử, có khi họ không hiểu, họ bấm điện thoại lên nó hiện lên một cái thông báo không biết sao, alo gọi, cái tối đang chát 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 chát, một cái gì đó hiện lên không biết cũng gọi, rất là phiền. Do đó là bán cho người thân, một là phải rất thân, hai là người thân đã phải hiểu máy đó và vậy thôi. Còn nếu mà bán hơi thân và cũng không, dĩ nhiên là bán như thân là anh em thường bán rẻ hơn, nhưng đó là cái lợi ích về kinh tế là nó không có. Tuy nhiên anh em phải cân nhắc kỹ cái chuyện này. Và cái cuối cùng là cái mang ra cửa hàng như là Di Động Việt để đổi, giống như cái bài mình làm hôm bữa vậy. Và hiện tại thì có rất là nhiều cái công ty và cửa hàng làm cái dịch vụ đó. Và cái điểm mà mình thích là anh em hoàn toàn cảm thấy thoải mái sau khi xong cái deal, tức là kết thúc xong, không nợ nần, không thắc mắc, không đòi hộp, không đòi cáp, không hỏi cái này hỏi cái kia, bán xong dứt điểm và có tiền lấy cái khác, đổi cái khác. Miễn là chúng ta cảm thấy rằng là ok, điện thoại chúng ta như vậy, ra đó họ định giá như vậy là hợp lý. Thì căng thẳng nhất là căng thẳng cái lúc mà cái người nhân viên đó nó định giá đó, và chúng ta có đồng ý với cái giá đó không, hoặc là chúng ta có thể trả giá để đạt được cái giá mà chúng ta muốn hay không. Còn sau khi đó nó kết rồi thì xong, chúng ta sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều về điện thoại nữa, chúng ta không cần phải mang hộp, chúng ta không cần phải mang cáp sạc, chúng ta không bị làm phiền vào ngày mai nữa. Thì cái đó là cái mình cũng rất là thích, nó kết hợp được khá là hài hòa giữa cái chuyện là bán được máy và cái chuyện là hậu mãi của một người bình thường. Đó là bốn cách mình biết về cái chuyện là mua bán điện thoại di động. Mình là một người thích điện thoại, chơi điện thoại hơn mười mấy năm nay, và mình cũng đã từng tham gia mua bán điện thoại, không phải điện thoại mà thiết bị di động. Và mình cũng là admin của nhậtbảo.com, cho nên là mình hiểu được cái phần nào chia sẻ như vậy. Còn nếu mà anh em có những cái chia sẻ gì khác, có những kinh nghiệm gì khác thì mình mời anh em comment vào trong bài giờ tinh tế để anh em có thể hiểu biết hơn về chuyện này. Rồi, xin cảm ơn.